đề nghị đại diện kiểm sát công bố bản cáo trạng. Bị cáo trạng. Thưa hội đồng xét xử, tôi công bố bản cáo trạng đối với bị cáo. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do Hạnh Phúc, Viện Kiểm sát nhân dân quận 3, cáo trạng số 15 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Căn cứ các điều 41, 236, 239, 243 Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Huy và căn cứ bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3. Và trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau. Vào năm 2020, Nguyễn Đức Huy đã được tham gia kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự đầy đủ 2 lần tại phường 11 và quận 3 theo quy định. Sau đó Huy đi làm ở Bình Dương, ít về nhà. Mặc dù biết bản thân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và có lệnh gọi nhập ngũ vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, lệnh gọi nhập ngũ do gia đình của Huy ký nhận thay và có thông báo cho Huy biết, nhưng Huy cố tình trốn tránh không về chấp hành theo lệnh gọi nhập ngũ với lý do trước đó Huy từng bị phẫu thuật lấy inox xương hàm mặt, thương tích còn đau, ăn uống khó khăn, sợ không đủ sức khỏe để phục vụ nhiệm vụ quân sự. Ngày 20 tháng 2 năm 2020, khi Ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng, Huy đồng ý sai phạm như trên, không có ý kiến khiếu nại hay thắc mắc gì và nhờ gia đình đóng phạt thay cho mình vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Đến năm 2021, Huy cũng được tham gia kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự đầy đủ 2 lần cũng tại phường 1 và quận 3 theo quy định, sau đó lại tiếp tục đi Bình Dương để làm. Khi tiếp tục có lệnh gọi nhập ngũ vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, Huy không trực tiếp nhận lệnh nhưng gia đình Huy nhận thay và có thông báo cho Huy biết về việc bản thân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, nhưng Huy tiếp tục trốn tránh không về, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. Ngày 4 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huy về hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Việc lập biên bản có sự chứng kiến của gia đình của Huy. Sau đó được gia đình vận động nên ngày 30 tháng 3 năm 2021, Huy đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 3 trình diện và khai báo toàn bộ hành vi trốn tránh nhiệm vụ của mình. Trong quá trình kiểm tra xác minh các thủ tục ban hành và trao lệnh gọi công dân nhập ngũ của ban chỉ huy quân sự quận 3 và quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 11 quận 3 là đúng trình tự thủ tục. Hiện đối với việc bị can Huy khai nhận có bị phẫu thuật xương hàm do tai nạn giao thông, qua kiểm tra các phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào năm 2020 và năm 2021, kết quả bác sĩ khám đều có ghi nhận kết quả khám sức khỏe đối với Huy cả hai lần trên đều đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình tiến hành lệnh gọi công dân nhập ngũ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì Huy cũng không có khiếu nại thắc mắc gì. Việc Huy không chấp hành theo đúng lệnh gọi nhập ngũ xuất phát từ ý thức chủ quan của cá nhân, không vì lý do bất khả kháng. Tại cơ quan điều tra, bà Trần Thị Mai, mẹ ruột của Huy, khai nhận lệnh gọi nhập ngũ năm 2020 và 2021 của Huy đều do bà nhận thay cho Huy. Sau đó, bà là người trực tiếp gọi điện thoại thông báo cho Huy biết về việc trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tập trung của lệnh gọi. Nhưng Huy nói, bị đau miệng không ăn uống được, sợ không đảm bảo sức khỏe nên không về. Qua quá trình điều tra, sau khi khởi tố, bị can Huy đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của bị cáo phù hợp với các chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên, kết luận đây là vụ án trốn tránh nghĩa vụ quân sự do bị can Nguyễn Đức Huy thực hiện. Hành vi của bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến chế độ quản lý về mặt nghĩa vụ quân sự của địa phương, đồng thời là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm theo pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung. Như vậy có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau. Đối với phần lý lịch bị can, giống như phần lý lịch thẩm vấn ban đầu
của bị chủ tọa phiên tòa do không có phát sinh các tình tiết mới về phần lý lịch bị can nên tôi không xin phép không được nhắc lại đối với lý lịch của bị can. Hành vi của Nguyễn Đức Huy đã cấu thành tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự, tội phạm hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 332 của Bộ luật Hình sự. Khoản 1 điều 332 quy định như sau. Khoản 1, người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Về tình tiết tăng nặng đối với bị can không, tình tiết giảm nhẹ. Bị can Nguyễn Đức Huy thành khẩn khai báo ăn năn hối cải trong quá trình điều tra và phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Vì các lẽ trên, quyết định truy tố ra trước tòa án nhân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Huy về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự theo khoản 1 điều 332 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Khi thay viện trưởng, phó viện trưởng đã ký. Hội đồng xét xử tôi vừa công bố xong bản cáo trạng đối với bị cáo, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo có nghe rõ bản cáo trạng mà viện kiểm sát vừa công bố hay không? Hội đồng xét xử rõ. Bản cáo trạng mà viện kiểm sát vừa công bố có giống với nội dung bản cáo trạng mà bị cáo đã nhận được trước đó hay không? Giống. Bị cáo biết lý do vì sao bị cáo bị viện kiểm sát nhân dân quận 3 truy tố không? Biết. Bị cáo đã trình bày về sự việc và hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử là vào năm 2020 thì tôi đã biết, bị cáo đã biết bị cáo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và được lệnh gọi nhập ngũ vào ngày 8/1/2020. Nhưng vì đi làm ăn xa ở Bình Dương và không về để chấp hành lệnh nhập ngũ, và cũng đến năm 2020 và lúc đó thì bị phạt hành chính 2 triệu đồng. Và cũng đến năm 2021 thì một lần nữa bị cáo lại được lệnh gọi nhập ngũ nhưng vì sợ sức khỏe không đảm bảo nên là bị cáo không có về theo lệnh gọi nhập ngũ lần thứ hai. Nhưng vì gia đình đã vận động nên là khuyên nhủ nên là bị cáo đã về và đã trình diện cơ quan điều tra. Lý do gì mà bị cáo không về theo lệnh gọi nhập ngũ? Do bị cáo phẫu thuật lấy inox ra gần mặt, xương hàm mặt nên sợ sức khỏe không đủ nên là không có ra trình diện để theo lệnh nhập ngũ. Bị cáo có đi kiểm tra sức khỏe đầy đủ không? Tôi có ạ, bị cáo đã khám sức khỏe ở phường và quận cả hai đều đủ, đầy đủ. Sức khỏe có đảm bảo không? Tôi đảm bảo. Lệnh gọi nhập ngũ của bị cáo là do bị cáo nhận hay ai nhận? Cả hai lần lệnh gọi nhập ngũ đều do mẹ bị cáo nhận. Mẹ bị cáo có báo lại cho bị cáo biết không? Vì bữa đi làm sao ở Bình Dương nên là cả hai lần đó đều thông báo qua điện thoại. Mẹ bị cáo báo cho bị cáo như thế nào? Đã thông báo qua điện thoại và khuyên nhủ để về trình diện. Vào năm 2020 thì bị cáo có bị xử phạt vi phạm hành chính về cái hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung như trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Lúc đó bị cáo có khiếu nại gì không? Không, khi đóng phạt hành chính 2 triệu và bị cáo không có khiếu nại. Ai là người đóng phạt? Cái thời gian mà khi mà bị cáo trốn tránh lệnh nhập ngũ á, thì bị cáo làm việc gì? Bị cáo đi lao động ở Bình Dương à. Tại sao vào ngày 30/3/2021 bị cáo lại về trình diện? Vì được gia đình vận động và và gia đình nói là nếu không về là sẽ bị khi có trách nhiệm sự. Cho bị cáo ngồi. Hội đồng xét xử mời bà Mai.
Bà là người nhận được lệnh gọi nhập ngũ của bị cáo Huy đúng không? Đúng. Bà có báo cho Huy biết không? Không, không Huy. Huy đưa tiền cho bà nộp phạt đúng không? Mời bà ngồi. Mời hội thẩm nhân dân tham gia xét hỏi. Không biết hành vi của mình là vi phạm không? Thì tôi biết hành vi là như thế là nghĩ thấp, không biết hành vi của mình là sẽ họ nghĩ là đóng và hành chính là xong và không biết là bị xử hình sự. Hiện tại bị cáo đang là lao động chính trong nhà. Tôi đọc cái sự đúng rồi. Bị cáo có suy nghĩ về cái hành vi của mình không? Bị cáo có suy nghĩ là hành vi sai trái và mong hội đồng xét xử dẫn nhẹ tội. Mời đại diện viện kiểm sát tham gia xét hỏi đối với bị cáo. Bị cáo Huy, cho hội đồng xét xử biết. Lần đầu tiên bị cáo được ban chỉ huy quân sự của phường 11 quận 3 kết hợp với lại quân đội quận 3 đưa bị cáo đi khám sức khỏe ở đâu? Tại phường. Lúc đó thì bị cáo được triệu tập bằng thuốc nào? Cái thời điểm mà bị cáo đi khám lần đầu tiên á, khám sức khỏe như vụ quân sự đó, thì bị cáo được thông báo hay được gửi giấy mời hay như thế nào, bằng hình thức nào? Dạ, được gửi giấy mời. Tức là ngay từ đầu là bị cáo đã được các cơ quan có thẩm quyền gửi giấy mời để thực hiện cái việc khám nghĩa vụ quân sự theo quy định, đúng chưa? Đúng rồi. Thì bị cáo có đi khám không? Không có. Kết quả như thế nào? Sức khỏe đầy đủ. Sức khỏe đầy đủ. Rồi sau khi khám thì đến bao lâu thì bị cáo mới biết được là bị cáo đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự? Dạ đến 8 tháng 1 năm 2020. 8 tháng 1 năm 2020 bị cáo biết. Bị cáo biết bằng thông tin nào? Dạ do gia đình gọi điện thoại thông báo. Gọi điện thoại thông báo. Lúc đó bị cáo nói với gia đình bị cáo như thế nào? Dạ, đó là bị cáo đi làm ăn xa ở Bình Dương nên không thể về. Bị cáo có biết cái việc mà mình trúng tuyển cái vụ quân sự là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của một công dân, không thể là lý do cá nhân của mình mà mình thích thì mình về, mình không thích thì mình không về. Bị cáo hiểu được cái điều đó không? Rồi gia đình có vận động bị cáo về để đi nghĩa vụ quân sự không? Dạ không có. Vận động bị cáo như thế nào? Dạ, gia đình nói nếu không về thì sẽ bị xử hình sự nên bị cáo về. Cái đó là lần đầu, cái đó là lần sau. Bị cáo nhớ ngay từ lần đầu là gia đình đã vận động bị cáo về rồi, đúng chưa? Đúng. Rồi sau lần đó bị cáo bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? Dạ, 2 triệu. Phạt vì hành vi gì? Vì không chấp hành lệnh nghĩa vụ quân sự. Không chấp hành lệnh nghĩa vụ quân sự. Rồi lần thứ hai bị cáo có được các cơ quan có thẩm quyền mời đi khám nghĩa vụ quân sự một lần nữa ở năm 2021 hay không? Dạ, không có. Cũng được mời theo đúng quy định, đúng trình tự, đúng chưa? Đúng rồi. Thế thì cái kết quả khám nghĩa vụ quân sự lần 2 năm 2021 của bị cáo kết quả như thế nào? Dạ hội đồng xét xử là đầy đủ. Đầy đủ về cái gì? Đầy đủ về sức khỏe. Đầy đủ về sức khỏe. Rồi khi nào thì bị cáo mới biết là bị cáo đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần thứ hai? Dạ vào ngày 30 tháng 3. 30 tháng 3 năm 2021. Ai là người thông báo cho bị cáo biết bị cáo đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự? Mẹ. Cũng là mẹ bị cáo, cũng như lần đầu. Lý do gì lần thứ hai bị cáo tiếp tục không chấp hành cái lệnh kêu gọi nghĩa vụ quân sự của chính quyền địa phương? Do vì lần đó phẫu thuật lấy inox
xương thành mặt thì bị tai nạn nên là bị cáo sợ bị còn đau nên là sợ không đủ sức khỏe nên không có chấp hành lại. Cái đó bị cáo nói với gia đình bị cáo hay bị cáo lên trình bày với lại các cơ quan có thẩm quyền? Dạ, bị cáo nói. Bị cáo tự nói với gia đình bị cáo đúng chưa? Dạ. Thế thì khi nào bị cáo mới nhận thức được cái hành vi sai phạm của mình để đi ra trình diện? Động viên như thế nào? Động viên khuyên nhủ và nói là nếu không về thì sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự. Như bị cáo sợ nên bị cáo về và ra cơ quan điều tra trình diện. Đúng rồi, lời khai bị cáo phù hợp với lời cơ quan điều tra. Bị cáo có nghe cái khoản 1 điều 332 hồi nãy tôi đọc chưa? Bị cáo thấy diễn sát truy tố bị cáo cái tội danh và điều khoản trốn tránh nghĩa vụ hình sự theo khoản 1 điều 332 của Bộ luật hình sự, bị cáo thấy có mình có bị oan sai không? Dạ không. Cái việc truy tố có đúng người đúng tội đối với cái hành vi của bị cáo chưa? Dạ thưa đúng rồi. Cái việc mà bị cáo khai với hội đồng xét xử, bị cáo cho rằng cái việc mà trốn tránh nghĩa vụ hình sự chỉ có thể là xử lý hành chính, cái đó là ý thức chủ quan của bị cáo. Tuy nhiên theo luật hình sự quy định, sau khi bị cáo bị xử phạt hành chính về hành vi đó rồi, bị cáo vẫn tiếp tục trốn tránh, không thực hiện các cái lệnh kêu gọi nhập ngũ của các cơ quan có thẩm quyền đã được tống đạt, đã được thực hiện đúng các quy định, thì bị cáo hoàn toàn bị xử lý hình sự. Bị cáo hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Bị cáo nhận thức gì về hành vi của mình? Bị cáo nhận ra là hành vi của mình sai trái, trốn tránh nghĩa vụ như vậy là không được, mong hội đồng xét xử xin giảm nhẹ tội. Bị cáo có tiền án sự gì chưa? Dạ thưa luôn. Thưa đồng xét xử, tôi đã xét hỏi xong đối với bị cáo, đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục như vậy. Bị cáo thấy có cần hội đồng xét xử đặt thêm câu hỏi gì nữa không? Do hội đồng xét xử đã hỏi đầy đủ lý nên tôi nên bị cáo không đòi hỏi thêm. Cho bị cáo ngồi. Mời bà Mai. Bà có cần hội đồng xét xử đặt thêm câu hỏi gì nữa không? Không. Mời bà ngồi. Yêu cầu bị cáo đứng dậy. Mời đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội. Hội đồng xét xử, qua phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã kết thúc, tôi đại diện cho viện sát dân qua thực hiện thành quyền công tố tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đức Huy bị viện sát truy tố về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Tôi xin phát biểu quan điểm của viện sát về vụ án và phân tích tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Qua đó đề nghị hội đồng xét xử có một bản án đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật. Thưa hội đồng xét xử, qua phần thẩm vấn công khai và căn cứ vào kết quả điều tra, lời khai của bị cáo cũng như các tài liệu chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra có đủ căn cứ để xác định ngày 8 tháng 1 năm 2020 là ngày bị cáo Nguyễn Đức Huy phải tập trung tại Ủy ban Nhân dân phường 1 quận 3 để đưa lên địa điểm nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận 3. Tuy nhiên bị cáo Huy đã chống lại lệnh bằng việc cố tình bỏ trốn khỏi địa phương nhằm qua đợt nhập ngũ. Tiếp theo ngày 20 tháng 2 năm 2020, khi Ủy ban Nhân dân phường 11 quận 3 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2 triệu đồng về hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Đến ngày 5 tháng 1 năm 2021, bị cáo Huy tiếp tục trốn tránh, không về chấp hành lệnh gọi nhập ngũ với lý do vì sức khỏe không đảm bảo. Việc sức khỏe không đảm bảo là do bị cáo tự trình bày với gia đình, không hề có việc trình bày với các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết xử lý. Bị
ngày 4 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Nhân dân phường 11 quận 3 tiếp tục lập biên bản vi phạm hành chính đối với Huy về hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng. Sau khi được gia đình vận động, đến ngày 30 tháng 3 năm 2021, Huy đã đến cơ quan điều tra để trình diện. Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với kết quả điều tra. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự quy định tại khoản 1 điều 332 bộ luật hình sự. Do đó, tại phiên tòa, tôi đại diện cho viện sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo theo bản cáo trạng số 15 ngày 21 tháng 5 năm 2021. Hội đồng xét xử, bị cáo Huy là người có đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Bản thân bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ do chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1 quận 3 xử phạt theo quyết định số 88. Điều đó cũng cho thấy bị cáo ý thức được hành vi của mình là trái pháp luật, là vi phạm nhưng vẫn thực hiện, nên hành vi của bị cáo là thực hiện với ý thức cố ý trực tiếp, lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ nghĩa vụ quân sự do nhà nước quy định, nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc dành cho bị cáo để nhằm giáo dục đối với bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tại phiên tòa hôm nay bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình, nên khi lượng hình mong hội đồng xét xử áp dụng đây là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo mà lẽ ra bị cáo phải chịu để đảm bảo thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật. Từ các phân tích, nhận xét, đánh giá nêu trên, tôi đề nghị hội đồng xét xử áp dụng các điều 50 khoảng 1 điều 332 điểm IS khoảng 1 điều 51 bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Đức Huy từ 9 tháng đến 12 tháng tù về các phần xử lý chứng và những phần khác. Không, hội đồng xét xử, trên đây là quan điểm đề nghị của viện sát, mong hội đồng xét xử cân nhắc để có một bản án đúng người đúng tội đối với bị cáo và nhằm phòng ngừa chung trong xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc. Bị cáo có nghe rõ bản luận tội mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố hay không? Nghe rõ. Bị cáo có ý kiến gì không? Không. Bà Mai có ý kiến gì không? Nếu không ai có ý kiến tranh luận gì khác, tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận. Bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Nhưng bị cáo không nhận về pháp luật và đây là phạm tội lần đầu, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thì mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt vì là lao động chính của gia đình, nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có thể sớm trở lại lao động và chăm lo cho gia đình. Tôi tuyên bố hội đồng xét xử vào phòng nghị án, giao bị cáo cho các đồng chí công an quản lý.